Còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Đến thời điểm này, có tới 80% đào cảnh ở tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã được khách hàng đặt mua. Năm nay, các hộ trồng đào ở tổ dân phố Phú Đa trồng khoảng trên 5.000 cây đào. Đây là địa phương có truyền thống trồng hoa đào nhiều năm nay. Các chủ vườn đào cho biết, cơ bản các cây đẹp đều đã được các khách hàng đến đặt thuê với giá trung bình 5 triệu một cây một tháng, kể cả công vận chuyển. Nếu bán trung bình mỗi cây có giá trên dưới 10 triệu đồng một cây. Những cây to thế đẹp có giá lên tới vài chục triệu đồng. Tận dụng chất đất phù sa màu mỡ ven sông Hồng, phát huy kết quả chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả cao trong những năm qua. Thời gian tới, huyện Văn Giang định hướng phát triển 3 xã trồng quất cảnh Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Mễ Sở trở thành một trong những vùng chuyên canh ngoài bãi sông Hồng lớn nhất miền Bắc. Những ngày này, vợ chồng chị Hồng ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở đang tất bật chăm sóc và thực hiện những công đoạn cuối cùng để giao cây cho khách hàng. Nhờ kỹ thuật ép quả ngay từ tháng 4, tháng 5 nên đến nay, quả quất có màu vàng tươi, lá xanh biếc, có những cây quất cao đến 2 mét được gò thành hình tháp cầu kỳ bắt mắt. Gia đình chị có 3 sào quất với 3.000 gốc, chủ yếu là quất lọ, quất chùm. Mỗi cây có giá trung bình 500.000 đồng và đã được các thương lái đặt mua 90%. Trước nhà tôi cũng làm quất thế rồi quất nùm, nhưng mà nó thu nhập thì nó không được cao như là quất nu này. Thì 2 năm nay là cho cây vào lưu lọ. Vườn quất rộng hơn 4 sào với 2.500 cây của ông Thiều Hữu Công, thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi đã được bán hết từ tháng 10. Quất nhà ông Công không chỉ chuẩn về dáng thế, quả chín đúng vụ, mà đặc biệt là cách tạo lộc cờ ở mỗi ngọn cây được cho là mang lại sự may mắn cho người chơi. Năm nay với giá khoảng 800.000 đồng mỗi cây, ông Công ước thu 1,5 tỷ đồng, cho lãi khoảng 500 triệu đồng. Chọn cái cây giống thực sự nó là phải chuẩn, mà để bắt được quả đẹp và mã đẹp thì phải yêu cầu nó rất là nhiều cái khâu kỹ thuật hãm bằng nước. Mình giảm cái tốc độ tưới đi để cho cái cây nó bớt nước đi thì đến cái mùa của nó sẽ ra hoa ra trái. Năm nay quất khá là đẹp và tươi, quả to. Tiêu chí của tôi năm nay đi mua quất ấy, thì là cũng mua quất nu này vì sử dụng nó sẽ được lâu hơn và đều hơn. Mỗi năm là tầm khoảng 200-300 cây. Những năm qua, huyện Văn Giang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo ra những vùng chuyên canh hoa và cây cảnh đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, do diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp để xây dựng đô thị và các dự án khác, các địa phương đang định hướng nhân dân tìm tòi phương thức sản xuất mới để tăng giá trị gia tăng. Tuyên truyền cho nhân dân áp dụng các khoa học kỹ thuật vào chăm sóc hoa cây cảnh. Đặc biệt là chúng tôi tập trung cho các cây bonsai để phục vụ yếu của khách hàng trong dịp Tết. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho các thôn vận động nhân dân xã hội hóa, rồi xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng để phục vụ cho nhân dân đi lại thuận tiện, đặc biệt là giao thương hàng hóa. Huyện Văn Giang chủ trương đến năm 2025 phát triển 3 xã trồng quất cảnh Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Mễ Sở trở thành một trong những vùng chuyên canh ngoài bãi sông Hồng lớn nhất miền Bắc với diện tích 350 ha, nâng giá trị sản xuất lên 500 triệu đồng một hectare.